Rồi đó. Em chào chị Cát Tường. Rồi đó. Ủa là sao? Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Ở bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Chương trình cũng hay ghê. Kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Tôi là Mai có hai người mà cuối cùng kết quả có thể có được bốn người. Em là Lê Hùng. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại em làm công việc tại Tân Bình và sinh sống bên Hóc Môn chị. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm bên nhân viên văn phòng bên công ty tài chính. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ em mới chuyển sang chị. Quê mình là ở đâu? Dạ quê em ở Hà Tĩnh nhưng mà em đẻ trong Bình Phước. Quê Hà Tĩnh. Vậy bây giờ còn ai ngoài Hà Tĩnh không? Dạ còn họ hàng em. Rồi gia đình là dạ, ở ba mẹ vào đây hết rồi. Dạ dạ. Rồi thế còn em? Dạ xin chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 93, hiện sinh sống và làm việc tại huyện Bình Chánh, nghề nghiệp tại giáo viên mầm non. Em là sinh năm nhiêu? Dạ em 92. 92 là 93, được ha, vừa vặn. Thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ với lại một chị gái và một em gái. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết đá banh, nấu ăn ngon, hát cũng được, với lại em đi phượt. Đá banh, nấu ăn ngon. Dạ, được nấu ăn ngon được những món gì? Dạ, nói chung món lẩu, món chiên, nướng em nấu được hết. Wow, vậy nữa tôi thích đi phượt, đi được những đâu rồi? Dạ, em đi Vũng Tàu, nói chung gần gần trong xung quanh. Đi đông giúp bạn? Dạ đúng, em đi nguyên trong đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần đi vậy là mình chở ăn. Dạ, em chở bạn của em. Đổi tài với nhau. Dạ, dạ đúng rồi. Em có thích đi phượt không? Dạ cũng thích chị. Hai người trao đổi coi mình rủ nhau sắp tới mình làm chuyến đi phượt ở đâu coi. Ồ bạn hiện tại ở đâu đó? Em chứ người ta nhờ bạn cái gì đó. Hiện tại em đang đâu đó? Dạ em ở huyện Bình Chánh anh. Bình Chánh cũng hơi xa. Em ở đâu? Em bên Hóc Môn. Môn ở Bình Chánh thì đâu xa, trong thành phố mà người ta trời ơi qua tỉnh khác người ta còn chưa thấy gì nữa. Dạ. Thì nó cũng không sao ấy. Tiếp rủ đi vụ đi phượt. Không biết hiện tại là bạn em. Em hiện tại là không biết là hiện tại làm việc từ thứ mấy đến thứ mấy ta có tỉnh? Dạ hiện tại thì em làm việc từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà thứ 6. Hiện tại thì thứ bảy chủ nhật em cũng có đi học. Thứ bảy chủ nhật đi học hả? Dạ. Nhưng mà buổi tối có rảnh không em? Dạ buổi tối thì rảnh anh. Vậy khi nào mà tối rảnh thì anh có thể qua chở em đi chơi cũng được ha, đi ăn uống. Dạ. Cà phê. Nếu anh không ngại xa thì vẫn được. Không sao hết. Trời, nói chung tình yêu cỡ nào đi được hết. 30 phút rồi xa. Dạ. Sâu cái gì cũng biết nữa. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em rất là năng nổ. Trong cuộc sống thì em biết nữ công gia chánh chắc cũng tạm ổn. Hai người. Dạ. Ổn nha. Vui vẻ. Có cái điểm yếu là giống như não cá vàng á chị, hay quên. Với lại nhiều lúc em cũng hay nổi nóng, với lại kỹ tính quá người ta nói mình khó khăn á chị. Dạ. Ở tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em quen hai bạn. Bạn thứ nhất thì quen gần năm, bạn thứ hai thì quen mấy tháng chị. Bạn thứ nhất quen năm đó là sao chia tay? Dạ, do bạn hơn em 4 năm tuổi. Với lại gia đình bạn nó không chấp nhận. Lý do tại sao gia đình bạn nó không chấp nhận? Chấp nhận dạ, chuyện gì? Thứ nhất là do em trước đó em đang sinh viên, em đang học chưa có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai là em bằng nhà bên kia sợ bạn nữ lớn tuổi hơn em thì sau này sợ bạn nữ già hơn em á. Nhưng mà em có nghĩ như vậy không? Lúc quen em đã biết người ta lớn hơn em rồi, em vẫn quen. Lúc đầu em quen em tưởng hơn có 1-2 tuổi, nhưng sau mới biết là hơn em 4-5 tuổi. Và bản thân em cũng thấy là nó không ổn. Dạ em thấy bình thường em cũng chấp nhận thôi, nhưng mà bạn nữ, gia đình bạn nữ không chấp nhận. Em không chia tay nhưng mà bên bạn nữ thì người ta đòi chia tay. Rồi xong luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? Thì trước em quen bạn mấy tháng nhưng mà sau đó em chuyển xuống đây em đi học, với lại em làm dưới này. Xong rồi xa quá thì không có quen nữa. Trời, xa mặt cách lòng. Dạ đúng. Cái gia đình ngăn cản, cái xa mặt cách lòng, không biết cái này sao đây. Bây giờ lớn rồi. Giờ bao nhiêu? Sinh 92 giờ 28 tuổi. 28 tuổi. Em nghĩ là bao lâu nữa thì em lập gia đình? Dạ em tầm 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ chuẩn bị hết. Rồi. Nếu như vậy thì lần này cố gắng, nếu muốn lập gia đình rồi thì có khó khăn gì cũng cố gắng hai bạn. Mình chủ yếu là cái tình cảm mình nó vừa đủ, nó chín mùi, nó đủ lớn thì mình sẽ cùng vượt qua. Đừng bỏ cuộc nữa nha. Khoảng cách địa lý hay là cha mẹ ngăn cấm gì, nếu mình yêu mình sẽ được vượt qua hết. Đồng ý không? Dạ. Thế em tình trường sao? Dạ em nếu tính tình trường tính thức, chính thức á, thì có một mối tình thời sinh viên chị. Lúc đó em đang học cao đẳng mà bạn đó muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà em không muốn tập gia đình sớm nên chia tay. Rồi vậy thôi. Dạ. Còn mối tình nào nữa? Mấy bạn chỉ làm quen thôi chị, chứ không có tính là mối tình. Chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà chắc là do duyên chưa tới. Vậy là cũng chưa có gọi là
Quen chính thức bạn nào? Chính thức bạn nào? Trời ơi, bao nhiêu đó, 28 tuổi, 27 tuổi rồi phải không? Dạ. Rồi ở nhà gia đình có ý kiến gì không? Có hối thúc gì? Dạ có chị, tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không, mà các bạn cũng toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ, ủa có thích con trai hay là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp lớn luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ, thích con trai chị. Thích con trai? Dạ, em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Ơi, thấy con trai là có rung động không? Nếu thấy đúng gu mình. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trời ơi, cũng làm tôi hoang mang nha. Có dài thước tha lắm nha. Được phải không? Dạ được. Rồi, chị. Bên này em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, cao hơn em trên 1m6, có nghề nghiệp ổn định. Về tính tình thì phải thật thà. Trong công việc thì phải cần cù, với lại có chí cầu tiến, cũng biết kính trên nhường dưới chị. Thì thấy bên đây là cũng hợp lý đó. Em cao nhiêu? Dạ 1m7. 1m7, tướng tá ngon lành, sáng sủa, công việc ổn định. Được. Thế còn em? Dạ, em thì thích bạn nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ, ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai, mặt mày, quần áo, trang phục. Nói chung là tùy bằng nữ. Còn nữ thì theo gu sao thì chấp nhận. Hiện đại chút được không? Dạ được. Dễ tính ha, chỉ cần là cao ráo ha, trắng trẻo xíu là ok đúng không? Dạ. Thì có hình không em? Có hình không? Có hình không? Đâu, đưa chị coi. Dạ có, tấm nhỏ xíu. Trời ơi, bốn cô gái nhỏ xíu. Kiếm đi em. Ba chàng trai ấy, em chọn chàng trai nào? Thật ra ba chàng trai chứ tôi thấy focus lại có hai chàng à. Ai? Anh đó. Anh đó, đâu anh nào, anh nào, anh nào, anh nào. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ anh bên đây thì đứng kế bạn nữ hơn. Chắc là bạn của bạn này. Còn trong hai anh này thì anh này cao hơn. Cũng hay. Em chắc bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghe cái khuôn mặt với cái giọng. Nghe cái giọng với cái tiếng mà đoán được luôn ha. Yeah. Nhưng mà cô này cái đuôi tấm hình này ai mà chọn trúng cổ mới lạ. Yeah. Gian lận thiệt tình luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chúng ta xem sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay có đúng hay không quý vị nha. Xin mời hai bạn. Sao, em gái thấy mình đúng không? Dạ hình như đúng. Đúng rồi, còn em trai sao? Em cũng biết hình như đúng là sao. Đúng là mà đúng. Cổ là cô thuốc làm sao này phải không? Em là chút yếu sau này nè phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài tay chị. Dạ. Cô trên sau lưng này chứ gì? Chỉ sao đưa tấm hình bốn cô mà cổ ngồi tuốt ở đằng sau, mặt nhỏ xíu bắt người ta tìm. Trời ơi, ác nhân ghê vậy đó. Dạ. Trước tiên có món quà tặng cho bạn em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Tại sao mới gặp nhau mà đã tặng người ta trái tim rồi? Có ý nghĩa gì? Tại vì tình yêu nó quan trọng cái tim trước. Dạ, chân thành trước. Mới gặp là tặng trái tim trước liền. Dạ. Em cảm nhận sao về món quà của anh? Dạ, em thích lắm chị. Đó giờ chưa ai tặng gấu bông chị. Tại em men quá phải không? Em bị duyên gái không? Chắc vậy quá chị. Để tính rõ ràng nha. Dạ. Giờ tại sao tặng cái cây này cho bạn trai? Dạ, em thì thích nấu ăn. Cái cây này có nhiều tác dụng lắm chị. Làm thịt nướng được chị. Cây giúp gì vậy? Dạ, cây hương thảo. Vậy hả? Chị không biết luôn. Dạ. Giúp dễ ngủ, thư giãn đó chị. Dạ. Rồi, chăm sóc cái cây cho tốt nha. Bây giờ chị Tường cho hai bạn không gian riêng trò chuyện với nhau ha. Tới giờ ăn trưa rồi, reng reng cho đồ ăn lên. Mẫu bạn gái của anh có ít như hồi nãy nói thôi đó hả? Còn cái gì nữa không? À, không, nói chung là quan trọng cái tiếng tán trước rồi được. Dạ. Trong công việc anh có tiếp xúc nhiều người không? À, công việc của anh là tiếp xúc cũng nhiều người. Nhiều khách hàng á, với nhân viên cũng nhiều. Là em làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy. Dạ, chủ nhật là học liên thông lên sao? Dạ em học bên chính trị, bên những cái chuyên môn á. Ừ, bên chuyên môn á. Dạ đúng rồi. Còn anh làm việc giờ nào vậy anh? Anh làm việc là giờ cũng giờ hành chính luôn, nhưng mà làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy, còn chiều thứ bảy với chủ nhật nghỉ. Hồi nãy anh nói anh làm việc là ở trong cái chỗ làm này. Anh làm bên tài chính Sinh Hang.
Quê quán anh ở đâu vậy? À, quê của anh là ở Hà Tĩnh. Nhưng mà anh đẻ thì trong Bình Phước. Hồi trước cũng làm công việc trên Bình Phước á. Nhưng mà sau đó bà kêu xuống đây học thêm tiếng Anh để đi làm. Cái anh học xong rồi mà sau đó chuyển sang. Ờ, vậy là anh giỏi tiếng Anh hả? À, tiếng Anh cũng cơ bản. Em rất là dở môn đó. À vậy? Dạ. Đang mốt vậy thôi. Dạ. Em có hay đi du lịch hay đi đâu không? Dạ em thích đi du lịch lắm anh. À, đi nhưng mà cũng lúc nào rảnh thì rủ bạn bè có đi cùng thì đi. À, dạ. Hoặc là đi cùng với trường. Dạ đúng rồi anh. Ừ. Anh hay đi du lịch ở đâu? À, anh thường trước là đi Mũi Né, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi cũng đi. Ba chị em có hay đi du lịch hay gì không? Dạ ba chị em thì lúc nào gia đình đi thì mới đi chung. Còn đa số thì em với chị em thì đi với bạn. Hoặc là em đi với cơ quan. Dạ. Anh thích những điểm du lịch nào? Nói chung chỗ nào có biển đi. À thích biển không? Đúng rồi. Nhưng mà đi chữa đi phượt nhiều. À dạ. Em cũng thích đi phượt lắm mà chưa đi. Dạ đa số là gọi là giống như đi theo tour. Hoặc là đi với bạn mình thì cũng dạng dạng như vậy. À, trên một bạn trai trước đó là chia tay lâu chưa? Dạ năm 2 cao đẳng tới đây cũng lâu rồi anh. À lâu rồi mà sao chưa đi tìm hiểu? Dạ cũng có nhiều người giới thiệu, cũng quen nhiều sơ sơ. Tại vì em thì cái tiếp người của em giống như là cũng là dạng truyền thống. À, cho nên kỹ tính hơn. Dạ đúng rồi. Quen nếu mà em xác nhận tình cảm của em tiến tới được lâu dài hoặc xa hơn á thì em mới gọi đó là mối quan hệ chính thức. À, nhưng mà em thường ví dụ quen một mối tình mới là tầm bao nhiêu lâu rồi sẽ kết hôn? À, chắc khoảng một năm tìm một hiểu năm. Kỹ dạ. À, anh cũng vậy tầm 6 tháng một năm. Dạ. À, tại vì mẹ cũng nói nay cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi anh cũng vậy, bố mẹ kêu quá trời luôn, kêu vậy cưới trong năm nay. Dạ mẹ em cũng sợ em thích nữ chứ không thích nam. Dạ. Mẹ em cũng hỏi thúc đó nha. Tại do em kỹ tính hơn. À dạ. Tính tình của anh giới thiệu một chút về tính tình của mình. À, anh kiểu hòa đồng vui vẻ. Nói chung là bạn anh nhiều. Tại vì tính cách anh chơi vui vẻ thôi. Là bạn bè cứ rủ đi chơi suốt. Nói chung bạn bè cũng nhiều. Vậy cũng giống em, bạn cũng nhiều lắm. À. Dạ. Nhưng mà anh nữ với nam chơi hết luôn. Còn nghe em nói là chơi nữ nhiều không? Nam. Dạ không? Đúng rồi. Nam hạn chế lắm anh. Tại vì trong công việc anh đa số là nữ không ạ? À, dạ. Việc học hoặc là bây giờ đi làm cũng là toàn tiếp xúc với nữ không? À, dạ. Đúng rồi, nên cũng khó quen được. Dạ. À, tối không có đi đâu hết đúng không? Tại vì đi làm về cũng trễ lắm anh. À. Dạ. Hiện tại là anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không anh? Ờ à, đúng rồi, hiện tại anh đang sống ở trọ ở thành phố ngay Hóc Môn á. Còn làm trọ. Việc ở bên Tân Bình. Anh ở trọ một mình hay là không, ở với em trai, hiện tại với em trai. Em trai của anh lớn chưa? À, bằng tuổi sinh đôi luôn. À, cũng sinh đôi luôn. À, ủa, em là nhà có mấy anh chị em? Dạ, em còn một chị gái sinh đôi với lại một em đang học vào lớp 11. À, là ba chị em luôn, ba. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, em có người sinh đôi thấy bất ngờ luôn. Dạ, anh với lại em của anh có dễ phân biệt không? À, nói chung là cũng có dễ phân biệt. Thường người ngoài nhìn vô là biết liền. Anh thường mập hơn, còn em của anh ốm hơn. Vậy chắc cũng giống hai chị em của em. À, nhưng mà hai chị em có giống... Em thì em thấy không giống. Người quen thì nhiều người nhìn vào không thấy giống đâu anh. Nhưng mà nhiều người nhìn vào nó giống y chang. À giống yeah. Y chang à. Hello, chị Tường đã quay trở lại. Sao, đuôi bò ngon không? Dạ ngon vậy. Ôi, tôi ra ngoài tôi chưa kịp ăn nữa thiệt chứ. Thiệt tình luôn. Nè, ra ngoài mới thấy hôm nay mình đi có gia đình đi theo ủng hộ đúng không? Dạ đúng. Dạ, mời gia đình hai nhà trai gái vào đây. Xin mời các bạn. Dạ, em chào chị. Trời đất. Em chào chị có Tường. Trời đất. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh ai em? Dạ đây anh. Em anh. Ở đây ai? Đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Ờ sao nó oan người quá vậy. Bây giờ vậy nè, mình chơi chéo luôn đi được không? Coi được không? Rồi mình làm ở đây một cặp luôn. Không, cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó, mình lên đây luôn. Anh. Dạ. Hay em. Hay chị. Hay em. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay à thôi khỏi học khỏi khỏi. Dạ. Tuổi bằng tuổi bằng quên chị. Em tên gì cơ? Dạ anh tên Phượng. Trước tiên giờ nhà trai nhà gái hai họ bắt tay nhau làm quen cái đi nè. Đó. Quá trời ơi thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê. Kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. À. Tưởng là hai bên hợp nhau lên cái cuối cùng kêu có bằng nữa là sinh đôi nên em bất ngờ luôn. À.
Mà nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa luôn. Trời ơi, em có bạn trai em chưa? Em cũng độc thân. Trời ơi, thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người á có giống nhau không? Dạ nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ, nói chung tính cách từ tính cách với là đi chơi hay gì cũng tương đồng như nhau. Dạ thì nói chung bằng nửa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi, không có đòi hỏi cao gì. Rồi em với bà chị... Em chắc cũng giống của em luôn vậy đó. Ủa vậy thí tỷ như bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không, cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà, nếu bên đây không thích là coi như không thích, mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường thì sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh, em có bệnh không? Cũng sắp bệnh luôn đó chị. Không dạ. Giống như đây đau bụng, đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi đó, đúng không? Có không, nhiều khi bạn trai em quên gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui, nó khóc em cũng buồn vậy. Đúng rồi, cũng có linh tính nhau đó. Đúng rồi, có linh tính. Thì cho nên bởi vì chị mới nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt, mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ rồi. Thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè, dù sao bên đây là giờ mình thôi mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng là giờ mình là fan. Dạ, nha. Giờ mình phải theo họ nhà trai. Dạ, trước đúng rồi chị. Rồi thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau, nãy giờ tâm sự với nhau, thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ tại em thấy anh này cũng hiền. Tính tình chắc cũng ok, em nghĩ là đã đến chương trình thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ còn về chị của mình thì em thấy là chết cha, em của mình hả? Ủa nó chị hay nó em? Nó em. Nó em. Dạ. Rồi em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu đó chị. À cho nên đâu có dám không dám nhận xét về bản thân. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ nay nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một với em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội với. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình ủa đúng rồi, hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này á thì nhìn xinh gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong trong hội đồng mọi người á. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp nhau á thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Cha nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình á thì có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu xuân, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân cũng được. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều, chúng ta về vị trí để chờ xem hôm nay chúng ta có cơ hội gì với nhau được không nha. Trời ơi chắc tôi mai mối cái câu chuyện bốn người này tôi cũng bị loạn não luôn đó quý vị ạ. Đâu mà lạ lùng, cặp sinh đôi gặp một cặp sinh đôi. Nhưng mà phải chi nó thuận đi, anh với chị rồi em với em cái này, anh thì với em rồi em thì với chị. Hơi mệt nha. Không sao, rất là vui. Đó là ý kiến người thân. Rồi bây giờ mình bóc vài lá thăm ha, vài lá bài có những cái nội dung chương trình yêu cầu mình thực hiện cho nó vui. Đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ. Hai người đang quen nhau và một ngày hai bạn có xích mích. Lướt Facebook bạn thấy bạn gái mình đăng hình của cô ấy với người cũ lên, bạn sẽ làm gì? Đang yêu nhau, còn giận nhau. Lướt Facebook thấy bạn gái đăng hình với người yêu cũ, em sẽ làm gì? Dạ. Nhiều khi người ta xem lại lướt về kỷ niệm cũ á, người ta xem lại thôi, em thấy cũng không có nhất thiết. Chứ không có ghen lòng lộn gì hết. Dạ đúng rồi. Lúc đó mình phân tích có nghĩa là em vẫn tin tưởng người em yêu. Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là nhiều khi lỡ bạn đó là bạn thân á, nhiều khi thân nhau giờ quen lại vẫn là bạn thôi chứ không phải là yêu. Với lại cũng có thể nhiều khi chọc tức mình nữa. Dạ, nhiều khi đang giận, đang xích mích mà. Dạ. Rồi cô bực bội, cô chọc tức mình thôi. Dạ, cô vẫn yêu thương mình đúng không? Dạ. Một người đàn ông có những cái nhìn rất là lương thiện. Còn em, học lớn lên coi nè. Bạn trai hãy chọn một trong ba hành động sau đây để làm cho bạn gái: thơm lên má, cõng bạn gái ba vòng, ôm bạn gái lãng mạn. Qua hội ý đi, rồi mình lựa chọn một trong ba cái đó, hai bạn đồng thuận rồi chúng ta thực hiện. Bước qua bên đây, đi hướng trong luôn, vô nghiên cứu kỹ đề bài đi rồi bàn luận. À, cái này giờ đứng lên em gái, hai bạn cùng làm với nhau mà phải bàn với nhau chứ. Đứng lên coi mình xứng đôi không nè. Trời ơi, chiều cao hợp lý nha. Lãng mạn nó đi. Dạ. Làm gì?
bàn lớn lớn tôi nghe với coi. Cái này chắc anh nghĩ là xin phép ôm bạn gái lãng mạn. Ôm bạn gái lãng mạn mà phải lãng mạn nha. Rồi, đưa cái lá bài này cho tôi. Titanic là lãng mạn vậy đấy chị. Tôi không biết, ôm nhau 30 giây lãng mạn. Hình như lãng mạn phải có tựa đầu với nhau. Trời ơi đẹp quá, ở dưới mấy hai em chụp tấm hình cho anh chị coi hai đứa. Trời ơi, gục đầu vô nhau đi hai em. Đó, lãng mạn chưa kìa. Có hình chưa? Có hình chưa? Rồi, tuyệt vời, cảm ơn hai bạn về vị trí. Đó là gì? Đó là chương trình muốn tạo cơ hội cho mình thôi. Nãy giờ mình trò chuyện rồi, nhưng mình có một chút xíu va chạm để coi có rung động hay không. Tại vì sao? Trước khi chúng tôi đưa ra cái quyết định bấm nút, chúng ta không đùa giỡn. Vì đây là cái quyết định rất là quan trọng trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để một quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Không cảm thấy rung động, chúng ta không cần bấm nút. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Vui quá, mời em qua đây. Mời em qua đây. Mời cặp đôi này qua đây giùm chị. Hai bạn qua đây. Trời ơi. Mời bạn thân em lên. Hay quá. Vâng, hai cặp đôi. Rồi đây là ai đây? Dạ, bạn thân em, đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Hai cặp đôi vô đây. Đây, đứng đây giùm cho chị. Đứng đây giùm cho chị. Nha, dưới sự chứng kiến. Bạn đồng nghiệp qua đây đứng với tôi cho nó màu đen một cặp luôn, là ba cặp. Rồi, ba cặp nha. Đó. Kính thưa quý vị, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, hôm nay bà Mai của tôi đã mai mối được tới hai cặp đôi lận quý vị. Nhưng cặp đôi chính, hãy thực hiện thủ tục của mình, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ thương quá. Cặp đôi này chừng nào mới bấm nút, chừng nào hôn nhau. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hy vọng rằng sắp tới hai em sẽ ngồi vào chiếc ghế của anh chị để được trò chuyện, ăn trưa và tìm hiểu nhau nhé. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Tôi làm mai có hai người mà cuối cùng kết quả có thể có được bốn người. Em xin chào ạ. Em tên là Nguyễn Duy Khanh ạ. Đến từ Bến Tre. Rồi công việc mình là gì đó không? Hiện tại bây giờ công việc của mình là đang là cộng tác viên với bên điện lực của Ba Tri. Cộng tác viên điện lực là cụ thể là em làm gì? Cụ thể là mình đi thu tiền điện. Thu tiền điện với sửa chữa thiết bị điện lắp đặt. Là làm theo hợp đồng á hả? Mình theo làm theo kiểu không? Dạng theo từ bên nhân viên chia lại. Nhân viên của điện lực chia lại. Là coi như họ làm mà không đủ. Ủa họ làm không hết. Không hết gì. Nên là chuyển cho em đó là cá nhân em với lại bạn đó thôi hay sao? Tại chia lại nguyên sản. Ví dụ như bạn đó là KPI của bạn đó là 10 cái nhà này phải sửa chữa, nhưng mà trong 10 ngày, trong 1 ngày nhưng bạn không sửa chữa hết thì bạn ấy sẽ kêu em đi làm chung đúng không? Kêu là chia lại nguyên, bạn đã nhận thí dụ như là hai xã thì nhận số lượng nhiều như vậy để chia lại cho mình. Để nhờ bạn ấy được là cái doanh thu. Tức là bạn doanh thu ở trên kia, nhưng mà còn bạn ấy sẽ được cái tiếng ở trên kia. Nhưng mà bạn sẽ chia doanh thu là bạn ấy sẽ chia. Vậy coi như là trên kia học không có biết tới em, chỉ có bạn nó hợp tác với em thì biết thôi. Chỉ ở thí dụ như là trong nội bộ cơ quan thì không biết, nhưng mà tại vì em của mình á là quản lý cái khu vực của điện lực của huyện đó. Nhưng mà mình không vô chính thức, mình không muốn vô chính thức tại mình muốn làm tự do. Không, tại vì gia đình của chị là ba chị dòng họ anh em trong nhà chị làm điện lực cho nên chị hỏi, tại vì có một người em á là giống như nó hết biên chế sao chị không biết, nhưng mà nó cũng vô nó làm, nó trèo điện đồ này nọ vậy đó. Nhưng mà bây giờ là nó hết hợp đồng giống vậy đó thì nó không có được làm nữa, mà cũng không có tuyển gì được hết trơn á. Nên chị không biết là em là kiểu nào thôi. Dạ không, không thuộc dạng xin vô biên chế. Tại em muốn làm tự do, không muốn làm biên chế. Nhưng mà tự do của em là cũng không cộng tác với cơ quan điện lực luôn. Còn thằng đó là nó vẫn cộng tác với cơ quan điện lực, nó làm cho điện lực luôn. Dạ đúng rồi. Còn mình là mình sẽ qua một nhánh nữa đúng không? Dạ. Rồi ok, hiểu rồi. Rồi bây giờ mua bán trái cây là sao? Tại vì em là thuộc loại, em là nhà vườn, trồng trái cây. Trồng gì em? Dạ bưởi, cam sòn và dừa. Mà đồng thời em cũng là buôn bán, em giao cho một số mối với lái trái cây lại. Em thu mua lại nhiều đâu đó đúng không? Dạ số lượng, muốn số lượng nhiều cũng có mà số lượng ít cũng có. Em trồng bao nhiêu diện tích á? Diện tích của mình hiện tại trồng bưởi khoảng 5 công, trồng dừa 1 mẫu.
sen với cam sòn tám công. Sen nữa hả? Trồng sen, sen canh. Ồ, sen, dữ ha. Ủa là em làm hết hay em làm cho gia đình? Dạ, tất cả cái đó là một nửa là tài sản riêng của mình. Mình có nhà riêng và cũng như là đất riêng luôn. Tại nhà chỉ còn có mình với một đứa em gái. Rồi vậy thì em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu của em nè. Đường tình duyên như thế nào? Điểm mạnh của mình thì thật thà, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Mà tánh thì hơi thẳng, đó là nhược điểm. Người ta nói là sự thật thì mất lòng, thẳng tính thì người ta ghét. Là vậy. Nhưng mà động lòng trước biết lòng sau. Dân quê quen. Còn một có làm việc nhà đâu được không? Việc nhà thí dụ như là dọn dẹp, cơm nước, nấu nướng với là sửa chữa vật dụng trong nhà mình làm được hết. Tại mình ra đời vào năm 18 tuổi mình bước lên đây mình làm rồi. 18 tuổi là coi như em đi làm cái gì thời điểm đó? Thời điểm đó thì mình vô làm sửa chữa bảo trì máy đóng gối của công ty Masan, đóng gối mì Omachi. Đóng gối dầu sạch sọt á. Rồi, bây giờ thì chắc là cũng có nhà riêng đồ như thế nào chưa Khanh? Nhà riêng là đã có rồi. Tại đất riêng cũng có, nhà cũng như là mình là em ổn định về. Em vẫn còn đang sống với ba mẹ đúng không? Ở riêng. Nhưng mà cũng là mỗi ngày phải chạy về thăm nom tại cha mẹ lớn tuổi rồi. Cha mẹ hàng 70 rồi. Ủa vậy sao không ở chung? Tại mình có đất của mình á, mình mua lần trước với lần sau á, nó nằm ở hai vị trí. Một đất của cha mẹ là thích ở trong giường á, là nó yên tĩnh á, để dễ ngủ tại bệnh tim. Còn mình á, là ở gần lộ để mình cò mối trái cây, cò mối những cái buôn bán. Như đi làm đồ tiện hơn đúng không? Còn dạ, ba mẹ em ai bị bệnh tim? Dạ ba bệnh tim. Ba hả? À. Là có từng mổ hay gì không? Dạ đông tim rồi ạ. Rồi bây giờ vẫn còn đang uống thuốc rồi đi tái khám hàng tháng. Rồi em có tật xấu gì không? Có. Là ngủ hay ngáy mà không có nhậu được nhiều. Uống khoảng chừng 3 ly rồi sỉn rồi trốn đi mất tiêu người ta đi kiếm. Gì dân miền Tây mà nói nhậu không nhậu được nhiều ta? Rượu đế rồi hả? Ba ly gì? Hồi trước thì uống rất là nhiều nhưng mà nghỉ nhậu khoảng 7 năm rồi. Nghỉ nhậu? Là không uống lại được. Sao vậy? Sao lý do gì nghỉ nhậu vậy? Năm 2011 á, có đợt khủng hoảng kinh tế bị thất nghiệp. Công ty Masan cho nghỉ nên là mình đi làm ở bên nhà hàng á. Thì công việc đó là ngày nào cũng nhậu hết. Nhậu rồi bị hai bao tử. Nên là nằm viện một thời gian á. Rồi cai rượu luôn. Cai rượu, bia rồi không có uống tới. Bây giờ là coi như ok, là cũng bị trận rồi đó đúng không? Sao chết. Rồi về tình duyên thì sao? Em lý do là sao chị? Tình duyên tầm khoảng 10 năm trước á, mình có quen một người tới 2 năm, quen 2 năm rồi kết hôn. Nhưng mà trong quá trình kết hôn á thì sau khi kết hôn xong được khoảng 3 tháng á, cô ấy đi theo một cái người bạn trai mà còn lúc mà đi học chung. Rồi mất tiền của em đi. Dạ. Quen được mất nhiêu? Mất chính xác là năm đó là năm 2012, 13 gì á. Là 10 năm rồi nhưng mà ý là số tiền em mất, bạn ấy ôm đi mất của em là bao nhiêu ấy? Cũng gần khoảng 100 triệu á. Năm đó. Là sao tiền đó là tiền gì á mà ôm đi được vậy? Tiết kiệm. Cái đó là tại vì em làm ra rồi tiền em để dành rồi em đưa lại cho vợ giữ, tại vì em tính em giữ tiền nó hay bị mất á. Nên là em tin tưởng em giao lại cho giữ. Là lúc đó cưới rồi đang ở cùng nhau. Dạ cưới rồi mà chưa có ký giấy kết hôn, tại bố mẹ vợ nó cứ từ từ. Nhưng mà tới ngày mà đụng cái ngủ dậy sáng tinh mơ thì thấy lại mất tiêu, không có vợ, còn không có tiền kế bên. Là đám cưới rồi nhưng mà em chưa đăng ký kết hôn. Nhà vợ không cho giấy ký giấy kết hôn, kêu là chờ từ từ không à. Ủa sao nãy nói đăng ký kết hôn 3 tháng? Đã kết hôn 3 tháng. Làm đám cưới 3 tháng. Là có đám cưới đúng không? Có đám cưới. Đăng ký họ hàng đôi bên nhưng mà không ra xã là phải đăng ký kết hôn. Là ở chung với nhau được 3 tháng thôi. Ở chung tại nhà thì tầm khoảng 2 tháng rưỡi. Rồi cũng tầm đó. Đúng không? Nhưng mà theo em thì lúc đó là tại sao mà cô đó cổ vậy? Nói tóm lại thì theo mình nghĩ ở góc độ của mình đó, một cái người tình 2 năm so với một người tình sau lưng 5 năm thì nó sẽ có giá trị hơn nhiều. Không, nhưng mà thật ra nếu như đã đồng ý kết hôn với em rồi, trừ khi là cổ có mua đồ của kiếm tiền thôi, chứ nếu không thì nhiều khi em có thấy cái lỗi mình ở trong đó là cái gì không? Sự quan tâm hay là gì khác không? Nhược điểm của mình cái là thương vợ cưng nhiều lắm, nên là
không có nói nặng. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, cưới vợ về thì chưa bao giờ là vợ làm bất cứ công việc gì. Thí dụ như thèm là cho thèm là mình mua ăn, muốn đi chơi mình chở đi chơi. Nhưng mà có điều cái vợ là vẫn vui vẻ bình thường, ra đi thì mình không biết lý do nào hết. Mặc dù mình biết là vẫn mỗi ngày là vẫn nhắn tin với người bạn cũ chỉ là như bình thường. Nhưng rồi là lại ra đi chung người ấy. Nên là không biết lý do luôn. Đã đồng ý kết hôn với em rồi mà sao vậy được. Rồi vậy bây giờ thì coi như đã 10 năm rồi hả? Dạ đã 10 năm rồi. Rồi 10 năm đó có quen ai không? Tìm hiểu ai? Sau đó khoảng 2 năm mình có quen một cái mối tình là 5 năm. Lúc quen được 1 năm thì mình đã cô ấy hẹn là sẽ là 3 năm. 3 năm sau tiến tới kết hôn. Rồi sau 3 năm đó cô ấy lại hẹn lại thêm 2 năm. Nói là bây giờ chưa được. Cảm thấy là chúng mình nói cái kinh tế hai bên là em còn phải lo cho gia đình. Rồi đã sau 5 năm bây giờ lại hẹn thêm 5 năm nữa nên mình buông tay. Là có biết lý do không? Tự nhiên kêu chờ chờ vậy hoài. Lý do nói tóm lại là cô ấy cũng bây giờ là từ mà làm công nhân một thời gian rồi đã muốn buông bỏ rồi. Buông bỏ muốn về quê lập gia đình với mình. Nhưng mà bây giờ lại vì theo những cái xu hướng trào muốn đi Hàn Quốc đi thêm 5 năm nữa có tiền thêm nữa để có một thêm một số vốn để cho gia đình lo cho thêm gia đình nữa. Rồi là hết mối tình nào rồi đó hả? Có còn quen ai chỉ không? Có hai mối tình đó thôi là hết. Ok, bây giờ em thích một mẫu bạn gái như thế nào, mô tả cho chị ngoại hình, công việc, công tác, quê quán luôn. Quê quán thì nói giọng miền Tây mình thì càng tốt, còn ngoại hình thì đừng mập quá là được. Tuổi tác thì từ tuổi mình trở xuống là được. Rồi kết hôn rồi ly hôn được đúng không? Dạ, mà đã kết hôn, đã ly hôn rồi cũng được, nhưng mà không vướng bận con cái. Ví dụ như, tức là nhà chồng nuôi cũng được. Làm sao cô ấy không đều bằng theo đứa con? Ý là ví dụ như bây giờ là cô ấy chưa từng sinh con hay là... Chưa từng sinh con. Mà nhà chồng nuôi. Chưa từng sinh con hoặc là có con là bên nhà chồng cô ấy nuôi cũng được. Tức là cô ấy không có đều bằng thêm đứa con nữa đúng không? Dạ đúng. Tại vì ở dưới quê mình đó, mình thấy hai trường hợp rồi. Anh ấy cưới vợ về có thằng trai. Mà thằng con trai giác gậy đập tét đầu ông ba chết luôn tại chỗ. Thằng trai mới có 14 tuổi thôi. Cha dượng. Đó là giờ mình sợ chết vậy. Rồi ok, cảm ơn em. Xong rồi có thì chương trình sẽ liên hệ trực tiếp với em để trao đổi kỹ hơn để xem mẫu người của em như thế nào nha. Nếu mà tìm được người phù hợp thì mình mới đi về ha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Nhớ chạy xe máy lên đây hả? Dạ, đi xe máy lên. Rồi, chào anh ạ. Em mời anh giới thiệu đôi nét về bản thân anh đi ạ. Mình tên Trung Quang Mau ở ấp 7 xã Thượng Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh. Trung Quang Mau đúng không ạ? Là anh Mau cũng từ Hậu Giang lên đây ạ? Đúng rồi. Là anh đi bán gì lên đây anh? Thì cũng hiện tại cũng làm ở quận 7 này. Đang ở quận 7 này? Ở quận 7 nhưng mà làm ở bên Bình Chánh. Quê mình Hậu Giang nhưng mà mình làm ở đây trên đây đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đang ở quận 7 là anh ở đâu ạ? Ở cuối đường Quỳnh Tấn Phát. Rồi gần sang nhà bè đấy ạ? Gần tới chứ chưa tới. Gần tới nhà bè, gần cầu Mỹ Xuân đấy đúng không? Ngang chỗ cái cầu Phú Mỹ lại đẳng. Cầu Phú Mỹ này lại đó. Rồi, là thuê nhà ở đây hả anh? Hay là nhà mình ở trên này? Thầu có thuê nhà đó thì cho làm. Thuê nhà bên đó. Là anh đang làm công việc gì đấy ạ? Công nhân xây dựng ạ? Công nhân xây dựng. Dạ. Rồi em đi theo dự án xây dựng nhà hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi anh giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Để mạnh điểm yếu của anh là gì ạ? Mình tên Trung Quang Mau. Dạ. Nói lớn anh ơi. Ấp 7 xã Tân Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Rồi. Mình sinh năm 1979. Mình thì điểm mạnh này, lớn này, âm lượng bắt đầu giảm dần rồi nè. Mình thì về ham mê làm công việc là điểm mạnh. Dạ. Siêng năng chịu khó đúng không? Đúng rồi. Rồi có hát hò khiêu vũ gì không anh? Không. Có chơi thể thao gì không? Không, chỉ làm thôi. Chỉ làm thôi. Đúng anh rồi. Làm công việc ở đây lâu chưa? Làm hồi hôm tháng 9 tới giờ. Từ bao nhiêu ạ? Tháng 9 năm năm rồi. Vậy trước đó anh làm công việc gì ạ? Trước đó cũng công nhân xây dựng cũng 7 năm trước đó, rồi gia đình cũng có chuyện ly hôn đó, rồi mới về mới lên làm tháng 9 này đây.
tức là anh ly hôn rồi anh về quê, xong rồi tháng 9 năm ngoái anh mới hết dịch rồi anh mới quay ngược lên trên đây mà. À, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Là có việc về quê là việc gấy hả? Việc gia đình hả? Hai vợ chồng ly hôn hả? À, về quê là ly hôn. Dạ. Anh vậy là chính thức là anh ly hôn được bao lâu rồi? Ly hôn cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy? Rồi anh có bé nào chưa? Có một bé đứa con chung. Con mấy tuổi, con trai hay con gái ạ? Con trai 6 tuổi. Con trai 6 tuổi đã đang ở với mẹ ạ? À, hiện tại thì bên tòa án vợ thì giao lại, ngoài tòa án thì giao cho mình, rồi vợ là vợ xin nuôi lại. À, nó lúc ra tòa thì là giao cho anh nuôi. Dạ. Rồi bây giờ là vợ lại xin nuôi lại rồi. Dạ. Là hiện tại là bé đang ở với mẹ, là ở dưới. Dạ. Hậu Giang này. Ở dưới Hậu Giang. Dạ.